Ngoài ra thì đội cũng vừa mới phát sinh một trường hợp chấn thương mà nhiều khả năng là cũng sẽ phải nghỉ đến hết giải đấu, đó là Quốc Việt. Vì vậy mà cho hai trận đấu cuối cùng thì nhiều khả năng là tôi chỉ có 17 cầu thủ mà thôi. Tuy nhiên thì toàn đội vẫn sẽ cố gắng tốt hơn tối đa. Tin vào bản thân. Và hôm nay tôi cũng quyết định là trao cơ hội cho một số cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở các trận đấu trước để thể hiện năng lực. Và đồng thời làm thế nào để trình diễn một màn thể hiện tích cực ở trên sân để tạo đà sau đó chúng ta tiếp tục chuyển vào thi đấu bán kết. Đáng tiếc là đội đã để thua một bàn thua đến từ khá là sớm. Tất nhiên là với cái mặt sân như thế này thì rất là khó để các cầu thủ có được cái hành động và cái sự trụ vững ở trên mặt sân trong các tình huống như vậy. Tuy nhiên thì tổng kết lại, tôi rất tự hào về tinh thần, về ý đồ chơi, về sự quyết tâm của toàn đội. Kể cả khi chúng ta bị dẫn trước 1-0 thì các cầu thủ vẫn giữ niềm tin và quyết tâm để cuối cùng là có bàn thắng. Hôm nay trong trận đấu thì tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ, đó là sân vận động ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều những người hâm mộ từ Việt Nam, gần như hôm nay chính sân là người Việt Nam, và các cầu thủ khi vào sân phải đá một trận thật là hay để cống hiến tri ân người hâm mộ. Sau đây chúng ta sẽ có trận bán kết gặp Indonesia và có một cái bất lợi, đó là chúng ta chỉ có một ngày nghỉ mà thôi. Chúng ta sẽ thi đấu vào thứ 7 về luôn. Dù vậy thì ngoại trừ trường hợp của em Hồ Văn Cường thì gần như các bạn còn lại trong đội hình trước đó thi đấu nhiều thì chỉ thi đấu có tối đa 45 phút mà thôi. Thế cho nên tôi tin được là chúng ta vẫn sẽ đủ cái thể trạng tốt để bước vào trận bán kết sắp tới. So first, I congratulate you for your team go to the semi final. What do you think about the Denmark with the confidence is Indonesia? Yeah, each match is unique. And of course, it's a semi final. Compared to the final, and Indonesia got 12 points and scored a lot of goals. This generation is a generation 2 years ago when Indonesia organized the World Cup. I know of all the investment they did to build this team. Unfortunately, with the COVID, the World Cup was postponed. But this generation is still existing, and they have foreigner players that play from abroad. All of them play in Premier League in Indonesia, and we know the level of Indonesia. Để nói về tính chất trận đấu sắp tới thì tôi có thể nói được rằng là mỗi trận đấu thì nó có một tính chất khác biệt nhau, đặc biệt trận đấu sắp tới mang tính chất là loại trực tiếp, khi mà đây là trận bán kết thì để quyền vào chung kết. Thì chúng tôi đã có tìm được sơ bộ của Indonesia thì họ thi đấu bốn trận vòng bảng, họ toàn thắng, ghi được rất là nhiều bàn thắng, và thế hệ cầu thủ chủ lực của Indonesia lần này thì cũng là thế hệ mà 3 năm trước đây họ đã đầu tư rất là mạnh để thi đấu U20 World Cup với tư cách là chủ nhà. Thì Indonesia tôi được biết là rót rất là nhiều những nguồn tài nguyên, nguồn lực vào cuộc đầu tư của thế hệ này. Tất nhiên là dù Covid thì thế hệ này không được thi đấu World Cup U20. Tuy nhiên thì tôi nhận thấy là các em này vẫn phát triển rất là tốt và có những cầu thủ thậm chí là đã ra nước ngoài thi đấu. Phần còn lại của đội Indonesia hiện tại thì đều đang được thi đấu thường xuyên trong giải quốc nội tại Indonesia ở cấp độ cao nhất. Và hơn nữa là Indonesia thì họ có một lợi thế hơn Việt Nam, đó là họ có một ngày nghỉ nhiều hơn và họ cũng quen với điều kiện sân bãi hơn ở sân thi đấu bán kết. Tất nhiên là chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các cầu thủ bước vào một trận đấu sắp tới. Chắc chắn đó là một trận đấu sẽ rất căng thẳng. Tôi nghĩ là bốn đội vào bán kết thì đội nào cũng muốn giành huy chương vàng cả. Và cuối cùng thì tôi nghĩ đội nào thể hiện tốt hơn, xứng đáng hơn sẽ là những người giành chiến thắng sau cùng. Để nói về Việt Nam thì các cầu thủ và toàn đội tôi nghĩ đang có một tinh thần tự tin. Bởi lẽ rất nhất là sau trận đấu ngày hôm nay thì các em đã cho thấy thể hiện được rằng mình hoàn toàn đủ năng lực để chơi, kiểm soát bóng, có nhịp, bình tĩnh. Và đồng thời sau đó đã tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn dù trước đối thủ có thể coi là mạnh ở trong khu vực.
tôi luôn cho rằng và tôi cũng luôn nhắc các cầu thủ đó là trước mỗi trận đấu thì luôn phải cố gắng một lúc tối đa. Còn nói cho Thang đi, đối với Thang thì cái chỉ huy trận đấu gần đây nó có khác thường so với thường dùng của em không? Thì trước khi thi đấu của em nghĩ là khách hàng của bạn cũng có thể. Đối với em thì đến trận đấu này thì cũng không có gì là bất ngờ, thì trước này thì đội luôn có những bài tập cách chơi để kiểm soát đối với mục tiêu là kiểm soát bóng để đỡ phải chạy nhiều hơn. Thì đối với em thì đội hôm nay mọi người đã làm rất tốt, tất cả các cầu đều có hết sức khi mà được trao cơ hội. Thì còn về phía Thái Lan thì như tôi bạn thì bên đấy cũng chơi như vậy thôi. Ba trận đấu liên tiếp gặp Singapore, Malaysia, Thái Lan, chúng ta thủng lưới, trong đó có những sai lầm. Ông có phương án nào để giải quyết những cái sai lầm đó để quyết hạt mình tốt hơn trong trận đấu đó? So for three consecutive matches, we all conceded a goal. So do you think that you have any solution to improve that situation before the upcoming semi-final? To go to goal is not a problem because we have opening ten team when we have the goal. The most important for us is to score one goal more. Đối với tôi thì cái việc mà đội phải nhận những bàn thua nó không có gì là có bất ngờ, đấy là khi chúng tôi triển khai bóng thì cơ đi đội hình được mở ra rất là rộng. Và mục tiêu của chúng tôi khi đó nó là làm thế nào nếu mà chúng ta để thủng lưới thì muốn giành chiến thắng chúng ta phải ghi nhiều bàn hơn đối phương. Nếu như chẳng hạn là đội giành chiến thắng với tỷ số 5 chúng tôi cũng hài lòng. Tôi nghĩ là có nhiều huấn luyện viên triết lý làm việc của họ đó là đẩy cầu thủ lên thật là cao, chỉ để chờ rót bóng trực diện lên phía trên, ví dụ như là chơi đội hình là 9 tiền đạo ở một hậu vệ chẳng hạn. Và tôi nghĩ là nhiều cầu thủ trong đội tôi thì cũng chỉ làm như vậy thôi. Tất nhiên là chúng ta trong trận đấu thì chúng ta cũng phải có sự khôn ngoan của đối pháp. Cách vận hành đội hình của tôi đó là giúp muốn các cầu thủ làm thế nào và giúp các cầu thủ kiểm soát được quả bóng và sử dụng quả bóng một cách khôn ngoan và nhịp nhàng. Còn vấn đề về bàn thắng hay bàn thua thì nó luôn luôn là một phần của bóng đá mà thôi. Nếu mà chúng ta theo dõi các trận đấu ở châu Âu hay bảng Anh chẳng hạn thì chúng ta có thể thấy được là tỷ số thắng thua nhiều khi là 2-1, 3-2, 4-3 chẳng hạn. Và nhiều khi các tình huống thủng lưới thì chưa chắc nó đã chính từ những sai lầm và đến từ xuất sắc của đối phương mà thôi. Còn tất nhiên là khi mà chúng tôi để thủng lưới thì sau trận đấu chúng tôi cũng có những sự phân tích để điều chỉnh, ví dụ như là bàn thua đó đến từ lỗi tập thể hay lỗi cá nhân, và ngay lập tức sau trận đấu thì chúng tôi sẽ có những cái phương án điều chỉnh ngay để làm thế nào ở trong trận đấu tiếp theo chúng tôi làm tốt hơn và không lặp lại những cái lỗi sai, những cái sai lầm mà đã xảy ra. My first question is, even the people say Indonesia is joined with the weaker group, but have a more advantage. They will be playing the same terang and also have a more right day. So what is your opinion Indonesia in during the tournament, and also your is the team who qualified for semifinal did you expect in the beginning of the tournament? Yes, when I said that Indonesia got 12 points and they won all the four matches on the group stage. Indonesia thì tôi có thể nói là họ giành được 4 trận toàn thắng ở vòng bảng, giành được tối đa 12 điểm. Về cái trình độ của các đội bóng trong bảng A thì tôi không thể nào mà tôi đánh giá chính xác được, tôi không thể nào quan sát được tất cả các trận đấu. Tuy nhiên thì tôi tôn trọng mọi đội bóng, và đối với tôi trong bóng đá thì không có trận đấu nào là trận đấu dễ dàng cả, hay là không có chiến thắng nào mà không đáng để nói đến hay đề cập tới. Chúng tôi thì ở Việt Nam thì ăn cùng nơi khách sạn với Indonesia, và tôi thì thậm chí đã làm thân được với một số thành viên ban của Indonesia rồi. Và qua những gì mà tôi quan sát được thì tất cả thành viên của Indonesia luôn luôn có sự tập trung rất là cao độ.
trong các hành động hay là các cái hay là kế hoạch của mình. Từ đánh giá của tôi thì tôi nhận thấy là kể cả Malaysia dù đã bị loại thì tôi đánh giá họ vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất của giải đấu lần này. Thì ngoài ra cùng với Indonesia và Thái Lan nữa thì từ đầu tôi cũng cho rằng về lý thuyết cùng Việt Nam thì đây là một đội bóng mà có khả năng để giành cúp một cách cao nhất. Chắc chắn trận bán kết sắp tới sẽ là một trận đấu khó khăn. Ngoài ra thì Việt Nam có một bất lợi về số lượng ngày nghỉ. Trong khi thì số lượng cầu thủ trong đội hình thì chỉ có 18 nhân sự mà thôi. Ngoài ra thì đội cũng vừa mới phát sinh một trường hợp chấn thương mà nhiều khả năng là cũng sẽ phải nghỉ đến hết giải đấu, đó là Quốc Việt. Vì vậy mà cho hai trận đấu cuối cùng thì nhiều khả năng là tôi chỉ có 17 cầu thủ mà thôi. Tuy nhiên thì toàn đội vẫn sẽ cố gắng nỗ lực tối đa. Hôm nay còn có cuộc họp báo nên em có về nghỉ sớm tí. Okay.